Chào anh em, Toyota Land Cruiser LC300 bản nhập Nhật mới tinh, 5-6 tỷ gì đấy. Và xe chưa có biển. Xe này thì đã được trang bị một dàn âm thanh JBL 13 loa, có hai dàn bao quay trước sau cộng với lại một subwoofer. Thì sẽ được nâng cấp lên một dàn loa gồm có Helix Vocal, có trị giá khoảng độ 150 triệu. Toàn bộ hệ thống dây dợ là đi mới và lắp đặt tất cả vào các vị trí OEM của xe, tức là vị trí zin, không lòi cái gì ra, không thò cái gì ra cả, và điện đóm đi rất an toàn. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Đây là con loa cánh mà tôi tháo ra, còn đây là loa focal F3E của anh em tôi. Này, đây là phía trước này. Đấy, đây focal đây. Loa JBL của xe đây. Đây là phía sau. Cái nam châm còi nó nhỏ xíu. Đấy, đây loa focal. Flag Evo F3E. Bản này là bản nhập Pháp. Đấy. Hai cái loa này thì nhìn chất lượng khác nhau. Đây là cái loa mid đây. Đâu nhỉ? Ở đây. Mid đây. Đây là mid focal. Màng của nó là gân cao su. Màng bằng sợi, sơ. Còn đây, loa này thì màng giấy thôi. Đấy, phía sau. Đó, đây là loa mid. Còn con tweeter. Đây, tweeter đây. Đây, tweeter của xe, tháo ra này. Đây, tweeter của xe, tháo ra này. Ừ, đây là tweeter của con focal. Đặc điểm của dàn loa này thì đẩy bởi con Helix V12. Con này là có 12 kênh đầu vào, 12 kênh đầu ra. Rất là phù hợp cho chiếc xe này. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân âm ly JBL của xe cũng thế, cũng có 12 kênh đầu ra, thì mình đưa luôn nó 12 kênh high level input vào cho con Helix. Và 12 kênh đầu ra lại trả ngược lại ra loa, ngoài ra còn 2 kênh nữa cho subwoofer nữa. Ra là đủ kênh và đánh surrounding rất là hay. Tất nhiên, chất lượng âm thanh sẽ cải thiện rất là nhiều. Đấy là hai dàn F3E, focal F3E và con Helix V12, còn đây là con subwoofer của xe. Xe có trang bị sẵn cái con sub 8 inch. Thùng này cũng to đấy. Thùng này chắc phải mười mấy lít. Nó phải tầm độ 15 đến 17 lít. Này. Đấy. Thế thì phương án là lắp đặt OEM theo xe thôi. Chúng ta sử dụng một con sub woofer thay thế cũng là 8 inch. Của trên xe này thì chúng ta sử dụng DLS. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được sub của Focal nữa. Có một mã 8 inch, đây là phía sau con sub này. Con này thì nó nhẹ lắm, coi nó nhỏ xíu. Đây, đây là con súp tám inch của chúng ta. Đấy, nó như này. Đây, cái màng này cũng bằng giấy, màng này là bằng sợi cao su. Nói chung là thay con sắp này vào cộng với dàn loa này thì nó đánh rất là có lực. Và đương nhiên rồi, âm thanh surrounding và tạo cho chúng ta cái hiệu ứng âm thanh rất là tốt. Chất lượng của âm thanh ra nó trong hơn rất nhiều. Ví dụ ta chấm điểm cái dàn loa được khoảng độ 3 điểm, theo xe của 3 điểm. Thì cái dàn lắp mới này chúng ta được khoảng độ đến 7 điểm, 7 điểm rưỡi, 8 điểm. Đó là hệ thống hai dàn ba quay cộng một subwoofer lắp luôn vào hết các vị trí zin. Đây cũng là cái thùng zin. Thùng này thì thoải mái rồi, lắp con sub 8 inch thay thế vào rất là ok. Ở phía sau thì anh em chúng ta sẽ làm damping tất cả các cửa, damping tạo thùng loa trên cánh cửa này. Rồi là chúng ta đi lại toàn bộ các loại dây mới. Như mọi khi thôi. Trên cánh cửa của xe thì damping thật là kín vào để tạo cái thùng loa trên cánh cửa. Ba lớp. Ở đây chúng ta sử dụng cái damping của Stack. Bên trong thì có một lớp damping nữa và một lớp tiêu âm nữa. Và đây là loa. Đây là dây loa, xin lỗi, đây dây loa. Đây. Loa theo xe. Dây loa theo xe thì đây là cái dây loa theo xe này. Đây là cái dây loa theo xe thì trước loa của nó nhỏ, công suất nhỏ này. Giờ là dây rất là bé. Còn bây giờ chúng ta sử dụng cái dây 14 gao. Dây 14 gao. Sợi bằng đồng. Phải thay thế toàn bộ hệ thống dây. Đi lại vào đây thôi. Nói chung là đi tất cả là vị trí zin hết. Anh em nhìn thì nhìn khi mà chúng tôi tháo ra thì nhìn kinh khủng thế này thôi. Còn lúc lắp vào thì
Nói chung là nó gọn gẽ hết, tất cả là vào các vị trí zin hết, vào các hõm zin hết, chứ không có cắt chế gì ảnh hưởng đến kết cấu của xe cả, hoặc là cả dây nguồn cũng thế này. Đây, dây nguồn thì chúng ta cũng sử dụng cái dây 4GA đi từ trên kia xuống, ở chỗ đầu bình ấy chúng ta sẽ có một con cầu chì bảo vệ đầu nguồn xuống thế này, thì ta sẽ làm một bộ cầu chì chia ra cho hai thiết bị. Ở bên ghế phụ này thì ta sẽ để con Helix V12 này, còn ở bên gầm ghế lái kia ta sẽ để con âm đi mono của Stack. Đấy, sau đó là đi hết dây dợ vào đấu nối thôi. Ở phía sau này nữa cũng thế. Làm damping xong cái cửa nó chắc nịch. Nó chắc nịch luôn. Và cái tấm damping X3 này đã có chứng nghiệm chứng nhận ROHS đảm bảo sức khỏe, và chúng tôi đã sử dụng mấy năm nay rồi. Khách đi 2-3 năm và đến khi mà mình bóc ra lại thì nó không dính lên, nó không bị nhòe, không bị chảy, không bị dính lên cái tabi của xe, nhưng mà rất là chắc chắn. Đó, kể cả phía sau đấy đấy. Đây, dây loa ta cũng đi thay thế hết. Đây, dây loa thay thế hết bằng những cái dây sợi to như này để đảm bảo công suất. Ở phía sau cốp nữa thế này. Đặc điểm của chiếc xe này là như này. Đây, ở trên này thì dàn ba guôi phía trước để chúng ta sẽ có là thuyết tơ ở trên cột A. Đây, thuyết tơ trên cột A này. Đấy, con mít thì sẽ nằm ở trên tablo, nó ngửa lên trên. Và con woofer ở trên cánh này thì nó là con woofer bầu dục Elite ấy. Thì chúng ta cũng có dưỡng kèm theo hết, tức là chúng ta có dưỡng để bắt hết vào zin theo xe luôn, cũng không phải chế cháo gì nhiều. Và đặc điểm chung của các dòng xe Toyota là hai con mít nó hướng lên trên kính. Ở phía sau này thì trên cốp, ở phần cốp này này, đấy, sẽ hai con mít. Đây, có hai con mít ốp đằng sau này, đảm bảo chúng ta đánh gần như là surrounding ấy. Nghe chứ nói chung là xong thì chất lượng sẽ cải thiện hơn rất nhiều so với zin. Thế thì trên chiếc xe này chúng ta có thể chơi được nhạc từ màn hình chính của xe qua USB, cũng có thể chơi được từ máy nghe nhạc. Nếu mà anh em nào muốn nữa thì có thể lắp thêm một cái màn đầu phát là của Alpine, hoặc là vợ dạo gần đây thì có một dạng đầu phát nữa của Aun, còn đấy hơn 70 triệu. Nó có clock rất là hay. Cái bộ clock của Aun tôi cũng đang sử dụng, thấy nó cực kỳ hiệu quả. Đấy, thì toàn bộ về chiếc Toyota Land Cruiser LC300 nhập mới tinh chưa có biển. Nên gói âm thanh này có giá là khoảng 150 triệu. Hôm nay chúng tôi không thi công ở xưởng bởi vì xe này chưa có biển, và xe ở tỉnh nên anh em chúng tôi phải di chuyển về tận nhà của bác chủ để thi công. Ở đây thì phía sau này có một cái nhà kho rất là to, 4-5 xe có thể để vừa. Tuy nhiên là trong hơi tối thì mình di chuyển ra ngoài làm, thì tất nhiên là khi chúng ta làm ở đây và so với khi làm ở xưởng chúng tôi thì anh em thợ thuyền vẫn thế, quy trình vẫn thế, đồ đạc vẫn thế, vật tư vẫn thế, và nó sẽ không gọi là làm thay đổi cái chất lượng so với làm ở nhà và làm tại nhà của khách và làm ở xưởng chúng tôi. Tuy nhiên thì để đạt hiệu quả cao nhất thì anh em vẫn nên đánh xe trực tiếp đến xưởng của chúng tôi để chúng tôi thi công trực tiếp, thì sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn là so với khi mà chúng tôi thi công ở bên ngoài như thế này. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hãy liên hệ ngay với tôi, số điện thoại hotline 0911341147. Xin chào tạm biệt.